Bí Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, năm 2020. Tính với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có bài tiếng biệt nhà văn Đỗ Phương Khanh và nhạc lã Bồ Đề. Để mở đầu, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về nhà văn Đỗ Phương Khanh, hiền thê của nhà văn Nhật Tiến vừa tạ thế. Kính thưa quý vị, Nhà văn, dịch giả, nhà giáo dục Đỗ Phương Khanh vừa tạ thế vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Bà là hiền thê của nhà văn Nhật Tiến. Nhà văn Đỗ Phương Khanh được nhiều người biết đến qua trang Vườn Hồng của từng báo thiếu nhi do Nguyễn Hùng Trương làm chủ nhiệm và nhà văn Nhật Tiến làm chủ biên. Nhà văn Đỗ Phương Khanh sinh ngày 9 tháng 8 năm 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tác phẩm được giới thiệu cùng độc giả đầu tiên là truyện ngắn đi mua giày trên giai phẩm văn hóa ngày nay của Nhất Linh, kể từ số 4 tháng 8 năm 1958. Bà có ba truyện ngắn được nhà văn Nhất Linh chọn in trên giai phẩm văn hóa ngày nay ở các số 4, 5 và 6. Sau khi văn hóa ngày nay đình bản, nhà văn Đỗ Phương Khanh cộng tác với tạp chí Tân Phong của nhà văn Nguyễn Thị Vinh với nhiều truyện ngắn khác, sau xuất bản thành tập truyện Hương Thu do Đông Phương ấn hành. Sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, bà Đỗ Phương Khanh về làm quản lý cơ sở ấn lót Hồng Lam ở Sài Gòn do Linh Mục Cao Văn Luận làm giám đốc Đầu thập niên 70, bà giữ vai trò quản lý trị sự cho từng báo thiếu nhi, đồng thời phụ trách trang vườn hồng và sinh hoạt với gia đình thiếu nhi là một tập hợp độc giả của từng báo này cho tới năm 1975. Cũng trong thời gian này, nhà văn Đỗ Phương Khanh phụ trách trang nhi đồng cho Nhật Báo Hòa Bình với bút hiệu Mai Loan và là người phụ trách trang phụ nữ của nhật báo Dân chủ cho tới năm 1975. Bà cũng là giám đốc vườn trẻ Anh Vũ, một cơ sở mẫu giáo chuyên dạy trẻ em theo phương pháp Montessori từ năm 1973 tới năm 1975. Tháng 4 năm 1980, nhà văn Đỗ Phương Khanh cùng hai ái nữ vượt biên tới được bờ biển Mã Lai và nhập trại tị nạn Pulau Tanga tại Mã Lai. Sáu tháng sau, đi đoàn tụ với nhà văn Nhật Tiến và các con ở Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1980. Tại Hoa Kỳ, bà dịch những tài liệu về bảo vệ loài vật và những câu chuyện của J. Krishnamurti với những bút hiệu Denny Việt, Vi Khanh, đồng thời biên soạn chương trình tìm hiểu Phật Pháp Tuệ Đăng phát thanh hàng tuần trên Little Sài Gòn Radio và Hồng Việt TV với bút hiệu Liên Hương. Trong một bài viết về nhà văn Đỗ Phương Khanh, nhà văn Hồ Trường An đã chia sẻ, Đỗ Phương Khanh đã làm quen với độc giả qua vài truyện ngắn như Đi mua giày, Giận nhau trên tập san văn hóa ngày nay do Nhất Linh chủ trương. Chị xuất hiện đồng thời với Duy Lam, Nhật Tiến, Tô Hoàng, Tuyết Hương, sau đó trên tập sang tân Phong, Chỉ còn cho đăng một vài truyện ngắn nữa Như truyện con so chẳng hạn Đỗ Phương Khanh viết về truyện nam nữ yêu nhau Truyện đời sống lứa đôi trong gia đình Xã hội trong tác phẩm của chị là xã hội trung lưu Nhân vật của chị là những nhân vật bình thường, tầm thường Thế nhưng câu văn dí dẫm, lối diễn tả hoạt bát bố cục chặt chẽ, đã làm cho các tác phẩm truyền ngắn của chị lôi cuốn thao thao như lạch nước chảy xiết, vọng tiếng ngân thánh thoát. Để nhớ ơn người có công trong việc chăm sóc trang vườn hồng, chúng tôi xin được cống hiến đến quý vị thư gửi các em trên vườn hồng, số đầu tiên của từng báo thiếu nhi ra mắt ngày 15 tháng 8 năm 1971. Các em gái thân mến, hôm nay chị ra mắt các em bằng lá thư ngắn ngủi này mong ước của chị là được gần gũi với thế giới hồn nhiên và trong sáng của tuổi trẻ các em cái thế giới mà ở đó mọi ưu tư và phiền muộn không có đất để nảy mầm mọi sự xấu xa hèn kém không có thể tồn tại mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây bởi sự rung động của hàng vạn trái tim những em gái là sự rung động của lòng nhân ái của tính tình hồn nhiên của tất cả mọi sự kiện tốt đẹp nhất mà chỉ ở tuổi còn cấp sách đến trường như các em mới có được cho nên chị rất sung sướng là đã có dịp may được hợp đoàn với đàn chim trong sáng của chị trên phần đất xinh xinh này chị mong mỏi các em hãy đến với chị chia sẻ với chị những niềm ưu tư trước bổn phận của một học sinh trong học đường của một người con ngoan trong gia đình một người bạn tốt trong tình bằng hữu trang báo hôm nay đã mở rộng chúng ta sẽ tha hồ sáng tác, tha hồ kể cho nhau nghe những mẫu chuyện tâm tình tuy vụn vặt, nhưng thấm đượm biết bao kỷ niệm êm đềm của thời đi học. Chúng ta hãy cố gắng tô điểm cho vườn hồng này của chúng ta mỗi ngày một thêm nhiều bông hoa xinh đẹp. Chị mong chờ sự hưởng ứng nhiệt thành của các em, chị Đỗ Phương Khanh. Số 136 là cuối cùng của từng báo thiếu nhi ra mắt Ngày 15 tháng 3 năm 1975, nhà văn Đỗ Phương Khanh có một bài viết nghĩ về mẹ sau khi đọc tên tài xế Suzuki lý tưởng của Minh Quân nghĩ về lòng mẹ. Bài đầu tiên trên vườn hồng của nhà văn Đỗ Phương Khanh là bài nụ cười với lời kết: Các em ơi, cuộc đời tươi đẹp quanh ta, vậy hãy cùng với chị, chúng ta hãy cười lên nào. Bà có lối hành văn viết cho các em đọc mà giống như một chị bày trưởng đang nói chuyện với các chim non trong một sinh hoạt ngành ấu hướng đạo. Một lối viết phong phú, tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn trẻ em. Theo phóng viên Kiều Mỹ Duyên, nhà văn Đỗ Phương Khanh là một người con tuyệt vời trong những người con hiếu thảo. Chị Phương Khanh là người con hiếu thảo. Chị thương thân mẫu và chăm sóc mẹ chị vô cùng chu đáo. Mẹ chị rất hiền và thương các cháu ngoài, thân mẫu của chị ở chung nhà với chị nhà hai tầng lầu mẹ chị thường ở trên lầu chị kiều mỹ duyên tâm sự nhà văn đỗ phương khanh hiếu thảo với cha mẹ thương yêu các con chị chăm sóc các con của chị rất chu đáo nhà là trụ sở của tòa báo thiếu nhi tờ báo được nhiều người yêu chuộng vì là chủ báo nên từ trước sân đến nhà sau chỗ nào cũng thấy báo Nhà của anh chị lúc nào cũng có tiếng cười của trẻ thơ, vì các cháu nhỏ hay đến nhà chị họp hội, chị yêu các cháu cũng như yêu thương con của chị. Sự yêu thương của mẹ đối với đàn con của nhà văn Đỗ Phương Khanh đã làm cho Facebook của Michael Bùi có không biết bao nhiêu người vào xem và gửi ra chia sẻ cho các bạn. Một trang Facebook mùa vu lan của Michael Bùi đã tạo một cơn gió yêu thương nhẹ nhàng để nhắc nhở cho ai đang còn mẹ hãy trân quý tình mẫu tử và sự dưỡng dục của mẹ đã dành cho chúng ta. Cũng chính nhờ Michael Bùi viết về mẹ mà chúng tôi được biết tin hiền thê nhà văn Nhật Tiến qua đời. Sau khi đọc qua đoạn Michael Bùi viết về nhà văn Đỗ Phương Khanh sau năm 1975, chúng tôi đã cho xe ngay cho các bạn bè là con người đầy nghị lực, mẹ tôi lại lăn ra đường kiếm sống, cũng như hàng triệu người miền Nam khác, bằng cách mở quán bán bánh tôm cổ ngư tại Hồ Con Rùa trước cửa viện Đại học Sài Gòn. Một thời gian sau cũng không xong, phải dẹp tiệm vì bị công an rình rập. Về nhà bà đi vay mượn rồi lại mở cơ sở sản xuất nước đá cây. Hàng ngày bà giao cho tôi đi bỏ mối, thấy có vẻ sơm trò. Thế là ủy ban nhân dân phường bắt phải đưa vào hợp tác xã. Tức mình, mẹ tôi dẹp luôn, nhất định không dây dưa gì đến với chúng nó. Nhà văn Đỗ Phương Khanh và nhà văn Bùi Nhật Tiến có 7 người con. Trong số các con có trưởng Bùi Thị Vân Khanh, Thiên Nga Cương Nghị. Hiện là kiểm soát viên tài chánh của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Nhà văn Nhật Tiến cũng là thành viên của phong trào Hướng đạo Việt Nam với tên rừng là Én Nhanh Nhẹn. Đối với Bùi Thị Vân Khanh, mẹ là kho sách sống. Bất cứ điều gì cần biết, Vân Khanh đều hỏi mẹ. Chính Vân Khanh đã lập trang nhà phương khanh Đỗ .wpcomstation.com để cho mẹ Vân Khanh đăng bài khi về hưu. Ngoài ra, mẹ của trưởng Vân Khanh còn có trang khai phóng.net viết dưới nhiều bút hiệu khác nhau để gửi đến độc giả những món quà bổ ích về tinh thần. Bài viết cuối cùng là tài liệu tìm hiểu về mì căng. Và Bùi Thị Vân Khanh cũng đã chia sẻ, cả đời mẹ em dịu dàng, lịch lãm với mọi người, ngay cả đối với con cái. Mẹ em là một cánh tay đắc lực, đóng góp nhiều trong lĩnh vực văn chương của bố em. Giờ phút cuối cùng biết sắp mất, mẹ em khuyên tụi em đừng níu kéo khóc lóc cho bà, để bà nhẹ nhàng thanh thản. Bà không muốn trở lại cõi ta bà này gia đình hướng đạo Việt Nam thành kính chia buồn cùng trưởng án nhanh nhẹn Bùi Nhật Tiến, trưởng Thiên Nga Cư nghị Bùi Thị Vân Khanh, em Michael Trụ cùng toàn thể các em con cháu của nhà văn Đỗ Phương Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. phó, chúng tôi xin trân trọng kính báo cùng thân bằng quyến thuộc, vợ, mẹ, chị, bác, bà nội và bà ngoại của chúng tôi là bà Đỗ Phương Khanh, pháp danh Liên Hương, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, tạ thế ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại Westminster, Nam California, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cửu được quàng tại Pete Family, phòng số 5, 7801 Boza Avenue, Westminster, California, điện thoại 714-893-3525. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 5 tháng 9, lễ phát tang vào lúc 1 giờ 30 trưa, thăm viếng từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, Chủ nhật ngày 6 tháng 9, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa, Lễ Di Quang vào lúc 1 giờ trưa, Di Quang vào lúc 2 giờ trưa, Hỏa Thiêu vào lúc 2 giờ 30 tại Pete Family. tan gia đồng bái tạ, chồng Bùi Nhật Tiến, trưởng nam Bùi Nguyên Tùng, trưởng nữ Bùi Thị Bội Khanh, thứ nam Bùi Nguyên Trúc, thứ nữ Bùi Thị Vân Khanh, thứ nam Bùi Michael Trụ thứ nữ Bùi Thị Loan Khanh, Bùi Kathleen Mai Khanh, em Đỗ Thị Chi, Đỗ Thị Thuấn, Nghĩa Tử, Trịnh Bằng Linh, Nghĩa Nữ, Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan, xin miễn phúng điếu.